Vâng, xin chào các bạn. Thật là vui mà ngày hôm nay thì sau khi rapper Denvo cùng với cả Thái Vũ, Anh Huỳnh Phương và Minh Dâu thì ngày hôm nay cũng ra một cách mời đặc biệt đến với buổi talk show của Virus, đó chính là Chris Evil Gamer. Xin chào Chris Evil Gamer. Bây giờ thì Chris có thể giới thiệu về mình cho mọi người biết được không? Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với cái buổi talk show của anh Virus. Thì mình là một hiện tại là một YouTuber và một diễn viên kịch nói. Tuyệt vời. Và hôm nay thì có một buổi qua đây nói chuyện với nhau để các bạn hiểu hơn và mình bản thân mình cũng hiểu hơn. Thì Chris vẫn chưa giới thiệu. Chris bao nhiêu tuổi, có muốn giới thiệu không? Bao nhiêu tuổi và đang thực tế hóa đang làm những cái gì? Thì hiện tại là mình 24 tuổi, sinh năm 93. Hiện tại thì mình đang là diễn viên, đang là quản lý nhân sự của công ty và là YouTuber ba nghề cùng lúc. Cái hai câu còn lại thì chắc là anh sẽ không thắc mắc, nhưng mà anh sẽ thắc mắc là em đang diễn viên, em đang đóng series gì không, em có thể muốn nói giới thiệu mọi người không? Hiện tại thì mình đang đóng cho Phát TV và cả Bánh Bao Bự luôn. Bánh Bao Bự và Phát TV, ok. Bánh Bao Bự quan trọng là bánh bao là phải bự đấy, vâng, các bạn thấy rồi. Để đi sâu hơn thì như các bạn đã biết là có vẻ nhiều người đang xem clip này cũng sẽ biết về Chris nhiều hơn trên cương vị YouTuber. Thì trước hết chúng ta đi sâu hơn thì lý do tại sao đột nhiên Chris sẽ làm YouTube? Thì cũng là vô tình ha, kiểu như là một hôm ngẫu hứng lên thì em là fan của PewDiePie. Sau đó thì một hôm ngẫu hứng lên thì nghĩ tại sao mình không thử bước vào một cái mới mà lúc đó là những YouTuber Việt Nam thì cũng lúc đó cũng rất là ít, đếm đầu ngón tay luôn. Đúng không? Cái thời kỳ đó năm bao nhiêu Chris nhớ không? Chính xác là chắc 2014 anh. Khá là lâu rồi. Đợt đó thì chỉ có vài bản nổi cho nó nổi trội thôi, đúng không? Ok. Và cho đến thời điểm hiện tại thì nó khác gì trong hồi xưa? Nó có dễ dàng hơn khó khăn? Tức là Chris nếu như muốn đưa một lời khuyên cho một bạn mà muốn bắt đầu làm YouTuber thì Chris sẽ khuyên gì? Nếu mà các bạn mà đầu tiên mà chập tập mới tên, vào đấy, đúng rồi, đúng rồi, newbie ấy, mà vào làm YouTube á, thì nghĩ là các bạn phải siêng năng chứ. Siêng năng, không chăm chỉ đúng không? Đúng, tại vì rất dễ bị nản thì phải, đúng không? Anh cảm giác như vậy. Coi như là nói chung là mình nghĩ là 100 clip đầu tiên của các bạn là mất đi ấy. Trước hết phải quay để biết xem là mình kém cái gì và kinh nghiệm là như thế nào đã. Rất là đúng, chính xác là như vậy. Và chúng ta sẽ đi đến cái phần sâu hơn, có thể là không phải YouTuber nữa. Có những cái mà mình biết là các bạn cũng đang tò mò. Chris đã có bạn gái chưa và mẫu người con gái của Chris là như thế nào? Em thì hiện tại ế. Chris mà ế là các bạn biết rồi đây. Thì mẫu người của em á là bé bé xinh xinh. Người bé bé xinh xinh. Da trắng. Cười. Da trắng. Có phân biệt là con gái miền Bắc hay con gái miền Nam, con gái miền Trung hay miền Tây gì không? Miền nào cũng được anh, miền Campuchia, Lào, Lai. Biết là bé hơn Chris. Bé hơn nhiều đúng không? Nó phải nhỏ nhắn, ý là như vậy. Ý là lùn lùn, nấm lùn kìa. Đúng rồi, kiểu nấm lùn. Có thể ôm trong tầm tay được. Chứ má cao quá. Đấy là một tức là bề ngoài, cho tính cách thì sao, có yêu cầu ngoan được, ngoan là được. Nếu mà có năm có 10 điểm, 5 điểm điểm yếu và 5 điểm mạnh thì Chris sẽ đánh giá bản thân mình như thế nào? 5 điểm mạnh Chris. Điểm mạnh của em á? Điểm mạnh của em chắc là cái đầu em suy nghĩ là cũng về công việc và hài hước ấy. Thì em nghĩ là ok. Đó là tốt đúng không? Cái mặt đấy. Tiếp theo là gì nhỉ? Cái gì? Để mạnh em ít qua ta. Mua cái là thấy mệt mỏi quá rồi. Anh đục vô chưa còn gì đâu. Thôi, kiểu giống như mình giới thiệu điểm mạnh thì mình đang chắc lọc ra. Yếu thì nó dễ lắm. Yếu đi, yếu đi. Yếu nha. Lười ăn này. Lười ăn. Ok. Sợ thằng lằn. Sợ thằng lằn. Chắc con nó cũng khá là nhiều. Con đấy nhiều người sợ đấy, anh cũng sợ đấy. Anh sợ cả rán nó đừng đùa.
Không, dáng thì giống như là em thấy nó bò bình thường á, thì không sợ. Ừ. Mà nó bay thì phát thì thôi nhắc sao. Nó bay là giống như nó chuyển sang chế độ du lịch lên, nó bay vô mặt mình. Xỉu luôn. À, thứ ba. Thế là cái gì đó? Nếu mà 5 điểm dữ hả? Ừ. Hết chưa? Không có 5 điểm được, xem toàn cái điểm nào được. Ôm đồm công việc anh. Ôm đồm, à, tức là mình kiểu khó tin tưởng người khác, mà mình thích nhiều việc, làm việc một lúc, tập trung cho đấy hơn. Ok. À, đấy là những cái chia sẻ của Quiz về chuyện bản thân. Quiz có phải là một người mà đa tình không? Tức là hay buồn về chuyện tình yêu hay là cũng nhẹ nhàng thôi? Không quan trọng gì đâu. Mức độ cái quan trọng với đời sống mình nhỉ? Thăng điểm đi. Cũng khá là quan trọng anh. Ừ, cũng khá là quan trọng. Ngày hôm nay thì cái câu hỏi này chắc Quiz chưa biết trước, mình chưa gài, chưa hỏi Quiz, mình sẽ gài Quiz, đó là mình sẽ hỏi câu Quiz rất là đặc biệt, đó là Quiz sẽ làm chuyện này nhỉ? Chuyện đấy là chuyện đấy không? Chuyện đấy là Quiz đã hiểu rồi đấy. À. Chuyện đấy đó. Mình chỉ không biết là có hay chiều rồi chưa? Có rồi à, ok ok. Vậy là các bạn đã biết rồi. Quiz đang đấy và đã làm chuyện đấy rồi. Rip. Quiz này sẽ nhiều view lắm em, các bạn nhớ like và share đấy. Ok, và đấy là những bước chúng qua biết qua về Quiz. Mình có thể hỏi thêm, anh có thể hỏi thêm Quiz về gia đình một chút để các bạn có hiểu thêm là bố mẹ đang làm gì hoặc là có anh chị em gì không? À, em con một luôn. Con một luôn à, Quiz là con một luôn. Bố mẹ thì cũng làm bình thường. Ừ, ok. Hiện tại thì Quiz đang ở thành phố Hồ Chí Minh và đang ở quận 7. Quận 7. Và như các bạn đã biết thì đó là nơi mà Quiz đã quay rất nhiều cái video để mà làm cho các bạn xem, cũng như là nếu các bạn nào có thể tìm hiểu thêm về Quiz thì chúng ta sẽ nên lên mạng search bánh bao bự rồi đúng không? Và Pháp Vi thỉnh thoảng thấy Quiz đóng gần đấy là nhiều nữa. Và để tìm hiểu nhau hơn thì chắc là chúng ta chơi game đi. Quiz cũng trọng game thì đằng nào mình có iPad ở đây rồi. Ừ. Đấy anh, bữa giờ là mấy bạn em nó đang nghiện cái Barque. Ừ. Mà em cũng mới đào thử mà em chưa chơi. Đây là game mà các bạn thấy rằng là mình cũng có làm rất nhiều talk show rồi. Thì hôm nay cũng tình cờ Quiz chọn như vậy. Barque, em chưa chơi lần nào? Em biết tựa game về cái gì chưa? Thì giống như MOBA. Ok, let's go, chúng ta vào. Vậy là chúng ta sẽ vào với cả Barque. Các bạn có thấy rằng là ngày hôm nay thì có Quiz tham gia nên mình rất là vui. Em có nick chưa? Mẹ mới đau luôn nè mấy bạn. Đang okay, còn update. Thực tế là như vậy. Mình ở vào đó, mình trong máy mình nhiều trò quá nên thích chơi trò gì thì mình chơi thôi. Hiện tại thì sẽ chơi Barque. Cũng rất vui vì ngày hôm nay thì bọn mình có khả năng để trải nghiệm game như vậy. Và em vào chưa? Server nào cũng được, nó bây giờ nó chung hết rồi. Chúng ta có thể chơi và giao lưu với nhau. Vâng, và chúng ta sẽ chuẩn bị đến với Barque cùng Quiz Evil Gamer. Và ok, đặt tên đi em, tên gì ạ? Em suy nghĩ cả. Tên gì đấy? Đặt tên là một trong những cái... Nhiều khi là em đặt tên em là không được nữa đó. Bây giờ đúng rồi, đúng rồi. Chuyên gia đặt tên đúng không? Đặt tên là một cái giai đoạn mà phải nói là cực kỳ khó khăn trong bất kỳ một game ở đây. Đặt tên ấy. Gì đây? Đó đoạn này khi giấu không à? Được gì giấu luôn. Ôi trời. Em tên gì đừng cắn chuối em. Ôi. Không đủ, không đủ, không đủ. À, còn khoảng cắn cách mà rồi đó. Ừ, đúng rồi. Và nick của Quiz Devil là đừng cắn chuối em. Rồi, rồi, ok, let's go. Tên không hợp lệ, này không được. Tên mất dạy quá, không được. Gì đây? Rồi, ok. Abalaku. Cũng không hợp lệ luôn. Kì giá? Kì giá. Có ghi dài quá ấy. Thế thôi hả? Đồng ý chưa?
Cũng một loại luôn. Hay mấy con số nữa ta? Không cần đâu, anh nghĩ là chỉ cần là đâu cái tên của anh không cần đâu, anh thì đặt là Chris xem nào không? Chris Devil nè. Chris Devil nè. Devil. Đồng ý. Tại nơi được rồi, rồi xong luôn. Cái gì đó đi, 93 đi. 93 đi, let's go. Chúng ta cùng trải nghiệm chơi Chris được rồi. À, bây giờ em sẽ phải ép nick anh đó. À, bây giờ thì Chris sẽ phải hình như là chúng ta sẽ phải bắt buộc là phải trải qua được một cái giai đoạn, đó là xem cái trailer trước và tham gia trải nghiệm trước. Ok, và bây giờ thì Chris sẽ phải trải nghiệm qua cái giai đoạn đầu tiên. Chris đã chơi một số game MOBA khác rồi thì thấy rằng chơi game MOBA điện thoại nó khác gì không? Em thấy nó cũng như nhau. Như nhau đúng không? Yeah. Nhưng mà nếu mà mình điều khiển bằng tay của mình riêng thì em nghĩ là mobile điện thoại sướng hơn là nó sẽ sướng hơn đúng không? Chơi cho mình phím. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ diệt binh sĩ. Em phải bấm ra chờ một chút để đọc xong này. Nó chờ di chuyển. Con này nó dùng là Quan Vũ, một trong những vị tướng mà gọi là oanh liệt thời Tam Quốc, nhưng mà có một điểm đặc biệt chú ý đó là không thấy nói gì đến vợ anh này. Chờ chút, đây là tiêu xoáy đấy. À, giống Garen anh nha. Ừ, giống Garen. Cuột luôn. Xoáy đây. Giống như xoáy ca. Rồi, xoáy ca. Giờ thì Chris sẽ phải trải nghiệm qua cái khu vực nhà chính và phá nhà này. Thì đây là map 1-1 đó. Để em có thể phá nhà chính như bình thường. Những đặc điểm rất thú vị. Ủa, chụp bắn kìa. Một đặc điểm thú vị của 3Q đó là nó không có quá tập trung vào một cái giai đoạn như kiểu là farm lắm, tại vì là thỉnh thoảng đôi khi em farm trượt ấy, nó vẫn có một chút tiền, nó không quá nhiều nhưng một chút rồi đâu. Nhưng các game thủ chuyên nghiệp thì vẫn farm rất kinh khủng. Chuyên nghiệp 3Q luôn anh. Ôi em đừng đùa. Giải đấu 3Q thằng tỷ là chuyện rất bình thường ở huyện, và đại diện của Việt Nam vừa rồi thi ở Trung Quốc về cũng đã đạt thứ hạng cao, nhí chẳng ít đâu. Ủa anh kinh ấy mà. Ủa các em lên chuyên nghiệp quá. Giải Superstar vừa rồi, nếu các bạn đang thắc mắc thì quý thắc mắc chẳng hạn, thì một tuần vừa rồi một đội Virus Eternity, anh có một đội Virus trong đó, là một tuần các bạn kiếm 22 triệu trong chỉ một tuần. Và đấy là một trong những cái tức là 7 trận đấu ấy, là đã kiếm rất là nhiều tiền rồi. Cho nên là đây là một trong những điểm đặc biệt của 3Q, là hiện tại mới chỉ có GoPro khí độ 33 thôi, sắp tới sẽ có 5 rất là nhiều. Cho nên là nếu như mà cái khái niệm chơi game mà để có thêm chi phí chẳng hạn, chuyên nghiệp, thì 3Q là một trong những môi trường mà nó cực kỳ ngon. Thôi vậy còn chờ gì nữa bạn, vô chơi GoPro 3Q liền. Walk luôn. Và bây giờ thì Quýt sẽ phải chờ để mà đây là map 33. Em đang đi khu đường trên. Đấy, các bạn đã thấy rồi. Đang có một pha trao đổi chính thức, có cả đồng đội nữa. Có Naughty Insta nữa. Các bạn thấy được Insta của Quýt gì của Weber là tranh thủ. Khó lầu. Và lần mà em nhảy và em choáng là được. Anh nghĩ là chúng ta sẽ đủ về phút, chúng ta sẽ vào thiết lập này. Xem là chúng ta ra được chưa? Hiểu chưa? Rồi đây. À đúng. Đó, anh em mình phang không? Giờ thì em chỉ cần là anh bảo choáng là anh bảo em phang là em phang là được. Giờ thì em sẽ phải edit anh này. Chờ anh một chút. Chính đây là nhiệm vụ đó. Thật lòng mà nói những cái tiền này nó chỉ có can thiệp vào cái Win. Trời ơi, nó bắt vào luôn rồi. Vậy là chúng ta sẽ phải chờ Quiz một chút. Vâng, vừa rồi các bạn có thể thấy rằng Quiz trải nghiệm giai đoạn đầu game khá là ok rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ phải thử nghiệm một bánh với người như nào. Ông nhỏ này mới chơi nặng lắm mày. Anh thấy em chơi hay không? Cũng có tí tiềm năng đấy. Nhưng mà ba là hơi mỏi đấy. Thi đấu này. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần thi đấu này. Sau đó là mình sẽ chọn đội 33. Và giờ mình sẽ mời Quiz Evil 93 vào. Let's go. Đây, anh đã có nhận lời mời rồi. Đó. Cái con Quan Vũ của em ấy thì có nhảy vào, anh nhớ chưa? Và có choáng thì em thường là em sẽ nhảy vào choáng sau đó xoay. Các trang bị nó sẽ giới thiệu trên bên phải rồi, em cứ có đủ tiền nó sẽ tự bấm thôi. Cứ đủ 2.000 tiền sẽ bấm. Rồi mình sẽ quyết sẽ bắt đầu. Công ty có cắm cọc giống không? Không, chỉ có xoay thôi. Con này thì nó có cái chương nhảy vào này, choáng này và xoay cuối cùng, và xoay thì đi mút phép. Đó, còn cái nội tạng của nó là em đánh có một chiêu thức, tức là đánh ra thêm một chút đam nữa, nó đánh xa hơn.
Bây giờ các bạn đang xem màn hình của anh Virus nha, chứ không phải là màn hình của mình. Trời đất quá, không dám. Dù sao thì có một cái thú vị ngày hôm nay là chúng, các bạn đang xem thì có thể thấy rằng là Chris sẽ biết là Chris sẽ làm chuyện đấy chưa. Chuyện luôn. Bình thường anh cứ bình thường mà anh cũng rồi này. Khẳng định luôn này. Ở đây ai rồi hết. Tất cả những người trong Sudo hiện giờ rồi hết. À, quất đây, em chọn tướng đây. Rồi, em chọn đấy đi. À, anh sẽ đi với em, mình sẽ đi cùng Chris. Và bọn mình sẽ đi với nhau. Chỉ cần anh bảo em choáng là em choáng thôi. Quật là em quật, mà phang là em phang. Ok, anh sẽ đánh, mình sẽ đánh trước với oanh. Trên hình. Ở ngày hôm nay thì mình sẽ, tí nữa mình sẽ chơi con Tôn Kiên. Không cần đâu, đây là chỉ báo đồng đội thôi. Thì anh em mình sẽ đi tốt cho cái bạn bắn cung, cái bạn đi mid. Vừa vào thì nó sẽ có một cái tinh nguyên ấy, nó như là bóp ở giữa sông ấy. Chúng ta sẽ ra đấu nhau để ăn cái đấy. Thì ăn cái đấy sẽ lên level. Nói chung anh bảo thì em quẩy quẩy ra được. Ổng viêm đi. Quân. Anh hồn máu nhở, như em mình cấp biến hồn máu này. Rồi thì bạn đã mang em lấy tóc biến rồi. Cấp biến cũng được. Thuấn gì ấy, thì các bạn đã biết là thuấn gì. Ngày mai thì Chris sẽ trải nghiệm. Let's go. Đi em ơi. Đây, đi theo anh, đường trên, này. Ok. Chúng ta sẽ tiến ra. Còn anh đến cùng muốn nhá là chết thì thôi nhá. Đi nào. Rồi. Chúng ta sẽ di chuyển. Rồi, đi theo anh. Vương, vương. Tách em ra nhá. Đây là D, D, D. Quân địch nó sẽ có mặt ở đây. Và khoảng 5 giây chúng ta đứng lên, đứng lên thôi nhá. Đứng lên đây này. Ấy, đánh luôn, quên. Quân là quên này. Lợn xưa chơi luôn, cánh gần, đánh gần là không có đuổi, đánh gần. Thủ quyền mình không dùng bóng viêm. Đánh gần, choáng có choáng không? Có choáng, rồi ngon rồi. Rồi, ngon luôn, rồi anh em đứng trên. Hồi đấy em đi Hoàng Trung như đứng trên đây để anh đi đứng dưới đấy. Bảo kê nhá, thằng này rất là yếu lắm đầu ấy, cho nên là đừng vội vàng quá. Đội trên là rất mạnh, nên là để ý. Cẩn thận chết. Thì hiện tại mình và Chris đang trải nghiệm 3 kill. Không sao, chuyện bình thường các bạn ạ. Có lẽ là em là cẩn thận, em có 3 thằng đấy, đừng mải mê của anh nhau à. Phải, tại vì em thấy là kiểu nó nãy nó chết á, em trả lại cho công bằng. Công bằng đúng không? Được. Có ý kiến rất là chuẩn rồi. Hiện tại đội bạn đang cố gắng xuống đây rồi, rất nguy hiểm. Nó xuống rồi nè. Anh chơi luôn anh. Rồi anh có mạng rồi. Không em phang lên trên đi. Oh shit. Em đẩy lên trên luôn. Em mới lượm cái tinh nguyên. Ngon. Cái tinh nguyên này cứ đúng tham mà chuẩn. Cái gì vậy? Rồi ông này ông cũng biết chơi rồi. Ông nam nhập rồi. Ông tu hoành đây. What the hell. Bạn đi bài lớn rồi. Oanh và Oanh quyết trên được phong thủy tốt rồi ạ. Ý là gặp đồng đội ngon. Thứ hai là quân địch không quá mạnh. Chạy đi Quyết rồi, lần thật máu kìa. Như các bạn đã biết về 3 kill thì mới một sự trải nghiệm gì đấy. Em trả lại em ạ. Em lại trả đúng không? Ok. Đấy anh lại có mạng rồi. Đó, em trả thoải mái đi. Việc trả nó để em đấy. Theo em nếu mà có cơ hội em có đi chuyên nghiệp game bạc kiêu không? Có à. Thu nhập cao á. Có tiền mình chơi. Đúng rồi, có tiền là mình chơi thôi. Đây là một cái suy nghĩ mình là khá hợp lý. Của Quyết, đặc biệt là cả mình nữa. Mình cũng có tiền là mình chơi rồi à. Em ăn tinh nguyên cũng được máu đó. Và cẩn thận, đừng đi vào trụ nữa nha. Choáng luôn anh. Có bao giờ không? Anh đứng đây rồi. Nó thò lên choáng luôn. Anh nhử đi, cứ nhử đi. Xóa. Hai thằng anh đây. Chơi được anh đây rồi. Chơi đó là xóa. Bổ luôn. Có mạng trong ít video còn không có rồi. Chạy rồi. Đánh quá tốt. Thế được rồi. Có tinh nguyên không? 25 giây có tinh nguyên. Em ăn tinh nguyên là có máu á. Ở trước trụ cũng có máu. Trước trụ mình sẽ có một cái lá cây màu xanh. Ăn lá cây. Ăn lá cây này. Lá còn xanh như anh còn trẻ luôn. Được. Đây là có chơi ông choáng đây. Chơi nó đây. Anh đi đâu choáng này vào luôn. Chạy đi em ơi, nó đang xoáy kìa. Không ra. Pha lao pha mà anh hơi không tính toán, tại vì thiếu nữa cho mình năng lượng. Đâm ra là chơi tính toán.
Khi càng rồi người rồi à, mua đồ ở các con thánh cùi em 5.000 tiền chưa mua à, tại vì Chris mới biết chơi bạn đợi anh Chris anh ấy xử lý con này rồi anh mạng luôn rồi đấy nha bạn thiếu là lợi đó là ở các con hình em sẽ có đồ luôn này em bấm lên luôn rồi đấy ok chứ em mua đồ là em giết cả hai đấy rồi chỉ vì em chưa mua đồ thôi em lại cố tình đúng không. Em thì thường nếu chơi mua bạn em thường chơi những vị tướng như nào em kiểu thích AD em à kiểu bắn xa đúng không ờ được thì tí anh sẽ chỉ cho em một con AD khá là mạnh đâu có quẩy xoáy bạn ơi quẩy đâu xoáy đâu quốc xoáy ăn mang quyết rồi ngon quyết đánh quá tốt chơi luôn này có mạng thôi là hồi sinh họ có hồi sinh họ có hồi sinh đứng dậy chơi luôn này anh canh trụ rồi chơi luôn đánh cái quyết chơi luôn đi đâu vậy ăn mạng đi quyết quyết choáng nhảy chạy đi quyết rồi ô rào ổn đó ổn rồi ủi ôi hồng viên à mình có ăn tứ tinh nguyên đây rồi ủi chú la cây dê chơi luôn nè cây dê cây gì đây giết ngay chơi về nhà và bà em hơi sâu mà tại vì anh nhường mạng nếu anh không nhường mạng được em cũng không chết đâu. Bây giờ mình sẽ mua cho mình đó là cái kiên gai. Quyết đánh rất tốt đấy. Level đủ cao. Quẩy đi em. Quốc không? Quốc không? Quốc ăn, quốc ăn. Quốc đi. Quốc đi, thoáng đâu. Chơi luôn nè. Bổ luôn. Ăn mạng đây Quyết. Dồ quá ngon. Anh liếm rồi. Bắn sao sẽ để Quyết chơi AD rất là tiện lợi. Cái hình chiều em còn lõn. Ừ, chưa quen đúng không? Cũng rồi, cũng em chạy về phía đó, chạy về né. Đánh luôn. Đánh luôn. Choáng đâu, Quyết choáng đâu. Nhảy vào. Bố. Ăn mạng đây Quyết. Quyết đó. Đầu ngon vũ trụ em cẩn thận nha cẩn thận nó choáng ạ chơi luôn này quay lại bổ luôn cứt con bổ nó đồ sinh té em ơi u tên quên rồi ăn đi em ăn đi có cái đấy ăn chung đấy à, cái đấy mỗi người một cái mà này mày quyết ăn đi Quyết rồi chơi luôn phái đâu siêu chủng đó Quyết xoáy thằng mọi người họ ăn mạng rồi ngon người ăn đọc cẩn thận nè mày đánh anh em tao hả vì đời choáng lại cho anh cái choáng bổ nó Quyết ăn mạng ngon thơm lừng đậu xanh rau muống ôi em nghĩ chiến này em đi chiến được chắc rồi nè sau khi sau khi rồi chạy chưa em chạy chưa để về chưa em ok về đi game đi lên đồ đi à chỗ này có tiền rồi em quên bấm à nó xuất hiện là bấm ngay em tưởng một thằng kia AFK không để chết anh kém đấy con chuyên nghiệp của bằng Quyết được không em à, về chưa em về em có cái về nhà đấy đúng không cách về nhà rất chắc khốp của Quyết hấp thụ sự tấn công rồi mình sẽ lên đường trên có thân lực ở đây rồi easy như một trò đùa thôi slow nó lại có mạng luôn à chết luôn rồi choáng luôn xoáy đâu mạng đi rồi, ăn luôn rồi sai em mình sẽ đẩy trụ không một trụ đẩy sẽ đẩy tiếp nào đây sẽ là một chiến thắng vang lừng dành cho Quiz Evil Gamer và Virus rất may là đấu trường chuyên nghiệp là hai thành phần này không có mặt cùng các bạn từ dễ thở đấy cứu ai cho em bỏ chạy đấy chơi luôn em ôi vơ quá rồi chạy em ơi quá chạy trời đất ơi choáng vào đánh đâu anh cái đây ai nói những gì yếu đuối cẩn thận nha Quiz ăn được không không rồi té đi té thẳng đi kệ nó quay lại này ui nhầm mình cũng lộn luôn rồi
Trời ơi, cũng chạy quên đâu chạy, anh nghĩ là con đêm đi chạy đi, quên đâu đêm chạy đi. Mình cần hết rồi. Đánh em tui này, đánh em tui này. Yes. Bù 20 mạng là mình chiến thắng. À, đâu có biết đâu, trời. Tưởng hay giết giá chứ. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một trận đấu nữa. Xào bài lên để em có thể lấy những cái vật phẩm ấy. Thế là trò này có một cái điểm đặc biệt mà nếu em để ý đó là mình đi đâu mình chơi được đấy. Ngồi cà phê cũng chơi được, ngồi nhà chơi được. Chứ ê, anh rảnh không? Và làm trận đi. Thì nó đỡ mệt mỏi như là PC ấy. Tức là em cứ phải vào cài trong hết một trận ấy. Và một trận này nó cũng rất là nhanh. Về thành ấy. Để tiếp tục thì bọn mình sẽ chơi với nhau một trận nữa này. Thi đấu này. Đội 3 vs 3 Chris Evil Gamer. Let's go. Ok. Bắt đầu. Ván này thì sẽ cho để em chọn ra đi. Em chỉ cần đẩy nhà nhanh cho nó lên đồ góc. Cứ đủ 2k sẽ lên một đồ góc. Lúc nào hiện ra thì bấm luôn. Sau đó là có lúc nào anh bảo phang thì em phang. Ok. Kết nối server. Hôm nay có một điều hơi tiếc là mình chưa quay kịp Tuấn Kiên. Đây là con này không? Không tha. À đây, ok, con đấy đang bắn cực xa luôn. Nhưng mà càng về sau nó càng xa. Mắc chiêu 1 và mắc chiêu 3. Nó khá là quan trọng. Để bảo kê quiz mình sẽ chọn một con tướng đặc biệt. Tanker rồi, kiểu tanker rồi. Mình sẽ đánh hoàng cái. Em thấy giống Hanzo. Con đợt mình đánh chim hiệp quá. Kinh. Hanzo già đúng không? Đó thì em chỉ cần đẩy nhanh thôi, cứ lên được cái gì lên luôn. Giờ thì mình sẽ đánh hoàng cái. Mắc 1, mắc sau, mắc 3 ha. Mắc 1 trước, mắc 3 sau, mắc 2 cuối cùng. Trước cuối có là bắn, trước cuối là nó bắn rất xa. Thì ban đầu chúng ta sẽ can thiệp cái tinh nguyên này. Sau đó chúng ta sẽ xuống đường dưới này. Em sẽ xuống đường dưới, anh sẽ để cho em solo. Nhưng mà nhớ là đừng máu đánh nhau lắm. Tại vì con này đã đấu rất là yếu. Cứ có chương 1 là push, xong về, push, xong về. À, đội bạn cũng là con đấy đấy. Bây giờ là em sẽ đối đầu 1-1. Thôi, thế mà Linh nha. Go, go. Let's go. Đi quanh, đi quanh. Ôi trời, ông kia ông AK rồi. Chu cha. Hẹo rồi. Trời, nãy giờ em không để ý cái bản đồ. Không bản đồ. Ờ. Em mới chơi mà bình thường. Khó, hơi khó. Đội bạn. Em ăn đi, em đứng rồi ăn. Đứng vào 3, đứng rồi. Bé. Thôi cứ cầu loạn rồi em ơi, chạy đi em ơi. Chạy đi, thôi là chạy Quyên ơi, tập biến đi em ơi. Thuấn gì? Rồi ok, rồi về nhà đi rồi. Chu cha. Chạy được không? Chạy đi. Ừ, ai. Đúng rồi. Ôi, con bắn anh đau quá à. Ồ, oh, bắn anh đau quá à. Không kia gặp ca chứ. Gặp ca, anh đâm tràn vai luôn. Thề. Còn sao? Chấp đi. Chấp được cân đi. Hơi mệt mua mobile mà hình đẹp quá à. Ồ. Oh. Phê á. Chơi cái bác kêu nhiều nghiện lắm á. Anh biết tại vì ở studio là bọn anh hay chơi với nhau. Rảnh chơi à. Ủa chứ đồ lên nhầm đồ không? Chắc mình định lên cái phép hoặc là cái thiên trước. Chờ luôn em. Rồi, đằng sau nhá. Ủa nó đuổi anh, yêu chú chá. Chá. Yêu anh quên rồi, bắn nó kia rồi. Bắn nó quên rồi. Bắn nó luôn. Bắn nó lên quên, đừng nghiêng bắn nó. Bắn nó quên rồi. Ôi trời, cái này tôi. Ông trên kia chán chưa? Không ảnh hưởng kìa. Ôi em cứ để ở dưới nha, để anh đi can thiệp ông này cả. Nhỏ này không ảnh hưởng kìa. Ông đang chỉ chó trên này. Ôi bên này biết chơi luôn các bạn ơi. Anh nấu cháo chưa? Chứ anh thấy hành nhiều rồi đó. Hành hơi nhiều mà cần một bát cháo. Anh chạy đời. Nó đang xuống này, Quyết ơi, cứu ai? Quyết ơi, trường nó bắn nó luôn. Bắn nó luôn. Hit and run. Tới không? Này, Tuấn Di té. Trước cuối. Ăn máu nó bấm luôn trước cuối.
Không, xuyên xuống cuối là trong tầm đấy, rất xa đấy. Nó ngắm nó bắn. Những cách lin hả? Đúng rồi. Cuộc đây. Mày, mày đang giấu cái gì đó? Lợn. Mày. Ôi đau quá à. Em cứ đẩy nhá, cứ đẩy nhá. Ờ, bọn nó trên hết rồi. Anh sẽ có ứng dụng nó lên này, em cứ hút đi. Càng nhiều đồ tốt. Ok. Phê rồi, bạn phê vãi. Về 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 về, hai thằng xuống, về về. Về. Mày đi đâu? Mày đi đâu? Mày đang giấu cái gì đó? Mày đang giấu cái gì đó? Trời ơi, nó không chết kìa. Ôi trời trời. Lời lại anh. Không, lời lại. Em đâu, em đâu, em đâu. Quyết ơi, giết thằng này. Quyết ơi, chưa cuối đâu. Chưa cuối. Bắn nó em đúng không? Quyết bắn nó. Quyết bắn nó đi. Rồi, chạy đi anh ơi, em ơi. Không, cái con vừa rồi giật xét ấy, nó giật xét toàn mặt đồ. Cho nên là chúng ta không thể nào né được. Số phận của mình ăn bài rồi. Giống khá thớt quá vậy anh. Ừ. Chúng ta nên là đôi khi là đời cũng như là mơ. 4-6 rồi. Ông kia ông hơi lởm tí. Cố lên Quyết nhá. Cứ đẩy nhá. Thì chúng ta sẽ có được một cái trao đổi tốt hơn. Bắn luôn em, chiêu đâu. Bắn nó luôn anh đây rồi. Chiêu đâu, hay quá Quyết. Đánh hay quá. Có mạng ngay. Ôi về về cứ là về. Lùi lùi. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên đường trên nhá. Em giữ máu nha, thằng này nó giật xét đau lắm rồi. Chưa được 6 rồi anh em. Mắt 1, mắt 3 đúng rồi, mắt 1, mắt 3. Nó sẽ là một trong những cái sự thành công. Bây giờ thì hoàng cái các bạn lấy cái khá nhiều ủ hai thằng đấy nhá. Trưởng 1 liên tục vào. 1 và cuối liên tục vào. Anh xuống nè. Quất công. Quất này, quất đi. Quyết đi. Quyết đê, quyết đê, hay quá. Quyết đê. Rồi đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đường trên này. Lên đường trên không? Lên găng luôn. Lên găng luôn này. Lợn này chưa xin phép lại. Bút đường trên. Chết em ơi. Đuổi theo chơi luôn này. Vào trụ luôn, trụ cuối luôn. Hay quá Quyết. Hay quá, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, bé mê. Quá thơm rồi, mê ly. Mai Linh luôn rồi. Chiêu 3 là vậy, vậy em cũng chưa biết là gì tăng. Chiêu 3 là tăng tiềm đánh. Chiêu 2 là bắn nó sẽ là passive hả? Passive hết. Có mỗi chiêu 1 và chiêu cuối là active rồi. À, vậy con này dễ chơi lắm hả? Ừ, AD mà dựng trong lưng kéo nó ngon. Rồi, ra cái lượng này hả? Tuần gì đây? Ôi ôi ôi. Quân trụ đi chứ. Mẹ cũng trụ đi chứ. Em trụ đây không được. Về Quyết là xuống nha, Quyết à, chạy tâm đít để Quyết ơi. Mày hơi liều mà thua kết Quyết ơi. Không phải kịp đúng không? Thôi chúng ta đổi một mạng lấy trụ rồi. Trụ lợi hơn, lên đồ. Đồ em nhiều phết đấy. Giờ em phải đi xung quanh anh mà em quất nữa. Giờ mình sẽ lên thêm trang bị. Con anh nhìn mắt cửa của em. Rất đủ gấu chó. Con này là hoàng cá đấy, khỏe lắm. Cái skin là QQ luôn. Cây dê. Bắn nết. Thế giới này là của em. Bắn nết em ơi. Bắn nết. Bắn nết cho anh. Bắn nết. Rồi ôi, được cho em. Đẩy xuống trên, đẩy xuống trên, đẩy xuống trên. Lợn đơn giản vãi nồi. Con này bắn xa là trụ mà, lợi vãi. Lần đầu tiên em thấy một nhân vật tướng bắn xa cả trụ. Hay là nhưng con này yếu á, tại vì sờ vào người nó chết thôi. Nó kiểu là mắc nem ấy. Cố để em nói. Đúng rồi, thì việc chứ cuối luôn. Chứ cuối cứ có là bắn đâu. Ui, không ổn. Cái tay. Rồi, hết máu rồi.
Ăn này không? Ăn này không? Mình về thẳng đi. Về thẳng đi. Xong bắt đầu tí ra đây anh chia sẽ cho em ăn cái con bớp này, nó sẽ có thêm slow với cả lốc lủng. Cái dây đâu vào đây. À chát chát ra đây mày đau quá yêu anh. Quên quên chứ mua đâu hay quá quá hay. Ăn ăn này quên ăn này ăn ở đây cho anh ăn. Bắn nó luôn đấy mà chết thì thôi mày. Mày nhờn mày. Ê giết em tao chết ngay. Hoặc là có lẽ mày bắn luôn đấy, đừng chạy đấy là em góc số 3 đấy. Đó. Rồi chúng ta sẽ chờ để đẩy đường trên em. Chris tập trung. Stick together. Em full đồ rồi. Full đồ cấp 1 em ơi. Ôi dạ. Lên em đủ 3k tiền nó sẽ lên đồ cấp 2 rồi. Quất nó luôn, cứ tất cả những thằng trước mặt nó bắn hết. Cứ slow bắn luôn. Anh khỏe lắm à. Bắn nó luôn. Bắn nó luôn cho anh. Bắn nó luôn. Đúng rồi. Ngon ngon ngon. Tiếp nào. Hết hết quá đâu. Ăn dô mà ăn. Thôi thôi thôi. Hơi lố. Thôi đâu. Bắn đây, bắn cọc cưa đây, thả diều đây. Này đấy. Hơi lố lục đi đây. Bắn được, được luôn ăn. Ngon quá. Rồi đi, về vòng đây. Ăn con này, ăn con này, ăn con này. Ăn đi, ăn đi. Bắn đi em. Rồi, ok. Rồi, đúng rồi. Như là được của nó đấy, về vòng đây. Ăn tinh viên này, lấy máu này. Đó. Ăn tinh. Đó. Làm đốt. Rồi, ăn con quái to, em sẽ có cái bút bắn slow. Kinh hoàng luôn. Kinh hoàng quái rất. Kinh hoàng quái rất luôn. Ăn đi. Rồi, ok, đi nào. Rồi anh em mình là bá chủ đi nào. Bắn tất cả đối thủ chơi luôn này. Mày lang thang mày. Bắn bắn sao mẹ à? Bắn luôn. Ôi nó bắn sau lưng em. Ôi nó càng càng càng. Giết cái AD đấy chứ. Giết AD đấy chứ. Khó khó. Không sao không sao. Không sao không sao. À cha chu cha. Chu cha rồi lại cười nó ra một mạng rồi. Quên. Thằng kia răng rồi nha. AFK. Ôi vãi. Hèn chi lâu quá không thấy anh ra. Ừ lâu sao thế nào cho cân. Anh em có được cân cả thế giới rồi. Cố lên nhá. Bem vào farm rừng thì cẩn thận nhá. Bà để điện trả. Mình lên cái trang bị đầu tiên thì hơi sai lầm. Giá thì mình cầm thêm cái đồ đặc biệt khác thì nó ngon hơn. Lên cái sinh mệnh lộ cũng khoái lắm. Tại con này mana hơi thừa. Ăn đi, ăn khoái lên. Đúng rồi, đi đoạn. Kia cũng vừa chơi đi toilet thì sao. Rồi mày xong rồi. Giật giật nó nhá, giật giật nhá. Ngồi. Rồi, bắn đi em, bắn đừng bắt đấy. Trường liên tục trường 1 thôi, trường 1 đừng bắn trường cuối. Bắn đi. Quyên ơi, cố lên Quyên. Không được rồi. Không được rồi. Vậy chúng ta phải chờ nó tách em ạ. Có gì nó không ổn đây. Ông này ông đau bụng à? Nè. Đau bụng con buồn tay. Ông này sáng chắc là vừa làm tí dưa chua với cả cá chép, cá trùng. Thêm tí sữa chua mà. Sô-cô-la rồi, lên em ơi. Đau quá. Quyết ơi bắn luôn. Quyết. Quyết đâu rồi. Quyết. Quyết. Giỡn à anh. Bắn đi. Bắn lên đây anh. Bắn lên đây cho anh. Đau quá. Anh ăn này của rồi. Quyết bắn quyết. 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 Ơi. Con. Nhờn sao hả anh. Một mạng nữa là. Mạng nó mình đi luôn rồi. Rồi. Hôm nay mình về đi anh. Về phun máu. Ờ, cho chắc cốp đi. Mình có hai người thôi đâu ơi. Hai người thì nó đến cái chiến thuật đó. Mà chắc cốp tí rồi. Em phun ulti. Ok. Các bạn nhớ biết nick của Quiz rồi. Ủa, thì phải lịch bỏ cuộc rồi. Cho nên là win rồi. FF rồi. chúng ta sẽ còn quay trở lại với Quiz trong nhiều video khác nữa. Mà chắc lần sau mình sẽ rủ Quiz chơi Barkill thôi. Anh em khá là hợp tâm đầu việc và đập này thôi. Ok và các bạn nhớ add nick của Quiz nhé. Và chia like cũng như chia sẻ video này nếu thấy vui vị. Và xin chào các bạn vào video sau với Virus và Quiz. Xin chào. Ok bye bye. Bye bye.